Hi, chào cả nhà, mình là Jenny. Bây giờ khá là muộn rồi, không biết là mọi người đã ngủ chưa hay là còn đang thức với cả Jenny rồi. Thật sự ra bây giờ thì đáng lẽ là giờ là Jenny đang ở trong nhà ấy. Jenny không có đi lang thang và cái tâm đấy đâu. Nhưng mà thật sự là hôm nay xảy ra rất là nhiều việc ấy. Là mình nghĩ là có lẽ là mình sẽ dành một chút không gian riêng, khoảng lặng riêng cho mình vào cái thời điểm này. Và cái người bạn bây giờ hiện tại là Jamin đang sẽ có nghĩa là sẽ làm cho Jamin cảm thấy feeling hơn, đó là tênh 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 ta 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 ta. Cả nhà nhìn nha, cả nhà thấy ngon không ạ? Là một trong những cái món khoái khẩu của dân Việt Nam mình nói chung, và là một trong những cái món gọi là đặc biệt riêng của người miền Bắc, như Hà Tây, Hà Nội chẳng hạn. Bây giờ là Jamin sẽ ăn cái món này, một phần nữa là để có lẽ là tăng cái vận lucky lên. Mình không nói đến những cái gì đó liên quan đến unlucky, mà hãy nói đến những cái gì mà lucky hơn. Bởi vì cuộc sống mà, cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ, cho nên là chúng ta không nên vì một cái gì cả để cho chúng ta phải có những cái phút cảm thấy nó sẽ có người gọi là những cái khoảng trống vắng hay là lặng lẽ, nhất là về đêm và về khuya như này. Và hiện tại là cái nơi mà Jamy đang ngồi ấy, thì cách bờ biển gọi là biển Tân Trà thuộc Phường Hòa Hải, cũng có Hình Sơn, có 1 cây số thôi. Và rất là vắng, rất là vắng. Cái không gian này nếu mà ai thích cái sự suy tư một chút, trầm lắng một chút ý, thì mọi người sẽ thích cái không gian này hơn. Mọi người ngắm cái không gian này một chút xíu nhá. Rất là vắng vẻ phải không ạ? Giờ này là như thế vì bây giờ là đêm rồi, khá là muộn rồi. Và hôm nay thì quán ở gần nhà Jamin ấy mở cái tâm này, nghĩa là dọn rồi ấy, nhưng mà họ đang có party birthday, cho nên là Jamin đi qua và Jamin thấy thì Jamin ủng hộ cho họ đó. Và bây giờ Jamin sẽ ăn cái món này, không biết là cả nhà thèm không ạ? Đây. Có ai thèm không ạ? Nếu mà thèm thì qua đây ăn nhá, qua đây ăn với Jamin nhá. Có bia này, bia tươi này, có rượu này. Nói chung là ai thích qua đây ủng hộ ăn cùng Jamin, chúng ta gọi là thẩm thấu một chút, men đầu một chút xíu cho cái buổi tối, và cũng có thể là buổi khuya hôm nay. Và những ai mà đã ngủ rồi thì chúc rằng là họ sẽ có một giấc ngủ thật sâu hơn. Còn những ai đang chuẩn bị đi ngủ thì Jamin chúc ngủ ngon nhá. Còn những ai mà cũng đang dập dịch mà đói bụng cái đêm khuya ấy, thì thôi dậy mà nấu cái gì đó để ăn đi. Thế nhá, good night cả nhà, bye bye.